Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom. Và hôm nay thì chúng ta sẽ có một anh khách rất là nhiều tiền, rất là đại gia đến từ Thái Bình. Và anh đến với chúng mình để mua một setup khoảng tầm 100 triệu gì đấy. Nhưng mà tất nhiên rồi, chúng mình thì chỉ lắp PC đây nhỉ. Đúng rồi. Thì sẽ rơi khoảng tầm trên 80 mấy củ. Và bộ PC này thì được anh khách yêu cầu nó đi nước anh nhỉ. Đúng rồi. Ở bộ PC này thì anh khách sẽ dùng vỏ Zonbo 15, là một con vỏ chuyên dành cho đi nước. Rồi thiết kế nó hở cho nên là khi mà đi nước và nhìn sẽ nhìn được toàn bộ cái phần ở bên trong, cho nên rất là đẹp. Và thế thì nếu mà anh đánh giá thì bộ đi nước này nó sẽ khó không? Nếu anh nhìn qua. Nếu theo đánh giá của anh thì với những cái vỏ mà nó có cái kiểu nó vắt chéo như này thì chắc chắn là đi nước sẽ khó hơn rất là nhiều so với những cái vỏ mà form thông thường kiểu nằm ngang. Thì cái vỏ này mình sẽ để làm những cái góc nó khác đi một chút. Và thứ hai nữa là thiết kế hở cho nên là sẽ nhìn thấy hết tất cả linh kiện ở bên trong. Nếu mà làm không tốt thì gần như là sẽ rất là xấu. Vâng. Nhìn thấy mỹ quan nó sẽ bị giảm đi. Rồi, thì chúng ta hãy cùng bắt đầu build bộ PC này nhá. Chúng ta sẽ có đây đó chính là main Z590 thế hệ thứ 11 này. Đấy, Z590 Arus Elite. Có vẻ như là anh khách chúng ta là một anh khách rất là thích những là thích chơi chim này, thích Gigabyte và Arus. Thứ hai, mình nghĩ rằng đây là một sự lựa chọn rất là ok. Nếu mà anh em nào bảo là tại sao không mua 12 nhỉ, thì thực sự thế hệ 11 vẫn rất là ổn này. Với cả nếu mà tại sao, anh nghĩ là tại sao anh khách là mình lại không chọn 12 nhỉ? Theo anh thì hiện tại, cái thời điểm hiện tại thì các CPU thế hệ 11 và kể cả main đi thì giá đang rất là hợp lý. Cho nên là nếu mà nó vẫn còn đang ok thì không việc gì mình phải lên quá cao, tại vì nó sẽ đội lên chi phí khá nhiều. Và thứ hai là nếu mà có những phiên bản lên nó dùng thế hệ 12 ấy, nó dùng RAM 5 thì sẽ thời điểm hiện tại sẽ hơi khó trong việc kiếm RAM. Thế nghĩ là cái combo này nó hiện tại vẫn rất là ok. Và một phần nữa là anh khách này anh muốn dùng cái RAM Ryol, mua Ryol cho nên là anh nghĩ cái combo này khá là hợp lý rồi đấy. Ryol thì cũng chúng ta chưa có DDR5 đó, thế nên là ok, rất là ổn. Ở trong bộ máy này thì có sử dụng CPU thế hệ thứ 11. Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao mà với bộ máy trị giá 100 triệu này mà không sử dụng CPU thế hệ thứ 12. Thì mình cũng xin trả lời luôn là bởi vì ở trong cái bộ máy này, thứ nhất là cái tầm ở mức giá 100 triệu ấy, thì nếu mà các bạn cố lên CPU thế hệ thứ 12 thì nó, cái kinh phí nó sẽ hơi hạn hẹp một chút và mình sẽ phải cắt giảm đi, ví dụ là bo mạch chủ mình sẽ phải xuống cái dòng thấp hơn một tí. Hoặc là cái CPU này có thể lúc đấy sẽ không dùng được CPU Core i7 nữa mà sẽ phải xuống cái CPU Core i5. Tại vì hiện tại các cái CPU thế hệ thứ 12 giá nó đang hơi cao. Và tiếp theo nữa là nếu mà sử dụng các cái bo mạch chủ dòng cao thì sẽ phải đi với cả RAM 5. Và RAM 5 thì hiện tại cũng khá là khan hàng. Mà trong khi đó thì hiện tại RAM DDR4 hiệu năng nó vẫn rất là ok, cho nên là để tối ưu giữa kinh phí và cái mức độ khan hiếm với hàng hóa thì bọn mình đã chọn cho khách hàng là cái bộ vi xử lý thế hệ thứ 11 và ở đây là CPU i7 11700K. Qua RAM thì đây là kit Trident Z Ryol. Và kit này nó sẽ có một cái tản nhiệt nó mang tính như kiểu pha lê anh nhỉ? Phần LED nó sẽ pha lê và cái phiên bản Elite mới này thì nó có cả cái phần tản nhiệt nó cũng kiểu làm họa tiết pha lê luôn. Nhìn đẹp. Trông khá là đẹp, trông khá là sang. Nhưng mà cảm thấy hơi không hợp về tông màu lắm. Anh khách chúng ta sẽ sử dụng hôm nay đó chính là SSD 980 thường đến từ Samsung. Và đây là một chiếc SSD PCIe NVMe 3.0. Đã ra là 4.0 thì sẽ ok hơn nhưng mà cái mức giá của nó cao hơn quá là nhiều anh nhỉ. Tại vì nếu mà đây là 1TB rồi, 1T này mà anh khách cũng không dùng ổ cứng ngoài thì chắc là anh khách cũng chứa game ở trong này rồi. Thế nên là chắc chắn sẽ cảm thấy ok thôi. Hôm nay thì anh khách chúng ta thì cũng không quá là đè nặng về tản nhiệt nước anh nhỉ. Tức là anh khách chỉ muốn có tản nhiệt nước để cho đẹp thôi. Và sẽ sử dụng đó là chính là một giải pháp khá là kinh tế, đó chính là FreeZMOD. FreeZMOD này thì sẽ cân bằng được giữa vấn đề là cái vẻ đẹp và cái hiệu năng. Ngoại hình trông khá là đẹp. Và giá tiền thì nó cũng hợp lý thôi. Trong một kit này thì sẽ đầy đủ luôn anh nhỉ? Đúng rồi, trong cái kit đấy thì nó đầy đủ tất cả những cái để mình cần để có thể lắp đặt được rồi. Thì thay vì phải lựa những cái linh kiện lẻ như của EK thì ở trong này họ đã gói hết lại thành một bộ rồi. Dễ dàng hơn.
thể thấy thì trong bộ máy này đang sử dụng toàn bộ là linh kiện tản nhiệt của thương hiệu Fujimoto. Thì đây là một cái thương hiệu tản nhiệt đến từ Trung Quốc. Và cái chất lượng sản phẩm thì theo mình đánh giá rất là ok, tại vì như các bạn nhìn thấy đây, block Cebu là được làm từ đồng và mạ nickel rất là bóng. Phần radiator, tất cả radiator trong này đều sử dụng các linh kiện là bằng đồng, cho nên là cái hiệu năng tản nhiệt là đảm bảo cho Cebu i7 thế hệ thứ 11 này rất là ok. Thứ hai nữa là phần bơm thì sử dụng ở đây là loại bơm 17W, có nghĩa là công suất nó rất là lớn, có thể đảm bảo được cái việc kéo toàn bộ. Đây là một CPU này và hai radiator. Thậm chí nếu mà các bạn có điều kiện có thể đi nước cho Vega thì cái bơm này vẫn có thể đáp ứng hoàn toàn được cái công suất đấy. Cho nên là với đánh giá cá nhân của mình thì bộ Fujimoto này là hiện đang là một trong những cái bộ tản nhiệt có cái mức mà giá thành với hiệu năng rất là tốt. Trong cái bộ máy này thì cái phần đi nước thì theo mình đánh giá khá là thuận lợi, tại vì cái bộ máy này nó có cái khả năng cái vỏ cây Zone 415 này nó có khả năng gần như là mình có thể tháo được hết tất cả các cái phần miếng ốp ở ngoài này ra. Thì với việc tháo ra như thế thì mình có thể can thiệp và lắp đặt được những cái linh kiện bên trong khá dễ dàng. Nhưng mà bù lại với cái thiết kế của cái vỏ cây này, mặt đằng sau của nó toàn bộ là kính và những cái tấm ốp này, cái khoảng cách của nó rất là hẹp, cho nên là gần như cái không gian DJ nó không có nhiều, cho nên cái thời gian dành cho việc DJ ấy rất là lâu so với cả những cái bộ máy mà trước đây sử dụng vỏ Li An Li chẳng hạn. Rồi, vâng, sau một nửa buổi sáng và gần như cả một buổi chiều thì bộ PC Zone 415 này đã được hoàn thiện. Thì mình có thể các bạn có thể thấy ở đây là bộ PC này sẽ có đầy đủ tất cả mọi thứ này, đó gồm cả quạt này, fan này, đế bơm này và dây led của Li An Li. Đấy, cái gì thực sự khi mà chúng mình lắp cái bộ này cảm thấy cũng tương đối là khó khăn, nhưng mà lại khó khăn vào cái chỗ mà chúng ta không ngờ tới đấy nhỉ. Đúng rồi. Không phải là đường ống anh thấy thế nào nhỉ? Về cái phần đường ống này thì cơ bản hôm nay cái thời gian hoàn thiện nó khá là nhanh, tại vì căn bản là cái bộ máy này các cái thành phần ở đây nó đều hở ra khá là nhiều và hôm nay chỉ cần đi nước cho mỗi CPU không thôi, cho nên là thời gian nó sẽ rút gọn khá là nhiều so với cả đi nước cho cả các đồ họa. Vâng, đúng vậy. Và có vẻ như là cái vấn đề nó lại nằm ở cái chỗ khác, đó chính là DJ. Cái vỏ cây này cũng khá là khó để DJ, nhưng mà cuối cùng thì thành quả chúng ta vẫn là một cái bộ PC rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Và tổng cộng thì cả bộ PC này rơi vào khoảng tầm bao nhiêu triệu nhỉ? Ở bộ PC này thì hiện tại là hơn 80 triệu, gần 90. Và ở đây thì để tối ưu chi phí thì khách hàng đã lựa chọn là một bộ tản nhiệt đến từ thương hiệu Fujimoto. Thì cái phần mà giá tiền còn lại thì có thể để tập trung vào cấu hình như là CPU này, RAM này và cả cấu hình. Vâng. Rồi, thực sự rất là cảm ơn anh khách đã lựa chọn Hacom cho mình để build bộ PC như này. Và nếu mà anh em thích một bộ PC tương tự như vậy thì chúng mình sẽ để ngay list những sản phẩm ở dưới đường mô tả nhé. Và cuối cùng thì xin cảm ơn các anh em đã xem video này và hẹn gặp các anh em tại một video sau.